Chi phí thức ăn và thuốc thú y chiếm khoảng 60 đến 70% giá thành sản phẩm và là yếu tố quyết định đến thành bại của ngành chăn nuôi. Vì vậy, việc quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y là rất quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 210 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản lớn với hơn 170 mặt hàng. Tổng sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi trên địa bàn là hơn 38.000 tấn một năm. Ngoài ra, tại địa bàn các xã thị trấn có khoảng 100 hộ buôn bán thức ăn chăn nuôi với số lượng nhỏ lẻ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, thời gian tới, Tri Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra kiểm tra và đề mạnh tuyên truyền luật Thú y, các văn bản hướng dẫn liên quan cho các chủ cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó, rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tự giác chấp hành của các chủ cơ sở kinh doanh để thị trường thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng.